Thật sự là mà nói thì em thấy số 1 là đó còn nước miếng nhăn tùm lum hết trơn anh ơi. Đội của bên Trấn Thành á, thiệt sự nếu Vũ là Trấn Thành ngay lúc này Vũ sẽ cảm thấy rất là buồn, là tại vì có hai thành viên của đội không được xuất sắc cho lắm. Thành, mình nói đúng không Thành? Chúng ta đã làm gì để thiên hạ họ đánh giá về gia đình mình? Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi không cần biết. Ở đây tôi với Vũ với lại Hải Triều tìm được bao nhiêu người thắng hay thua. Vũ đã phải công nhận là Vũ ngồi bên Trấn Thành rất nhiều lần và Thánh Thành nói chuyện chưa bao giờ vuông nước miếng vô tay. Cho nên là Vũ nghĩ là Trấn Thành đã bị ngụy tạo bởi thành viên của chính đội mình. Đúng. Thì cái điều này là nói chung là mâu thuẫn. Đây là một âm mưu. Tôi ngồi đây để tôi tìm ra được giọng hát dở. Và cuối cùng hai đồng đội tôi phải thành người ta cài vô đây đi hại tôi. Em phân tích nè. Cái âm mưu thứ nhất là anh tự chọn. Ủa vậy hả? Âm mưu thứ hai là âm mưu thứ nhất chọn âm mưu thứ hai vô đây luôn. Anh tự chơi. Sao cái âm mưu gì mà khó hiểu vậy? Cái âm mưu gì mà vòng vòng vậy? Anh hiểu chưa? Anh hiểu ra chưa? Không hiểu. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Giọng nè. Mình đợi tí qua vòng 2 mình bàn tiếp đi cả. Tôi cần thời gian để tình tâm lại. Khoan, anh cũng thấy một điều mắc cười. Sao bữa nay Quynh cái nền trắng dữ vậy? Anh ơi, anh nghĩ anh biết sao không? Sao em? Make up á, mình không thích mình chùi được. Nhưng mà mình muốn cao đâu có được đâu. Dạ đúng rồi. Quang, xin lỗi. Anh không hiểu em Vũ à. Em lại vô tình bị chạm tới tất cả mọi người. Mới cách đây có một phút mà ta. Nói thiệt, trước đó một phút anh thực sự thích Vũ. Anh rất ái mộ với việc cái sự mà nhận định và sâu sắc của Vũ dành cho đội Trấn Thành. Bên đúng em, người ta bên em. Tự nhiên câu sau nó giả chạc cho mặt ba anh em mình luôn. Yeah. Anh Nghĩa ơi, em muốn chứng minh một cái là em cũng thuộc trong đội này chứ không sao. Thôi đi. Hãy đi đi. Để cho anh em chúng tôi được yên. Ừ. Không, mà trong ba đứa là anh lùn nhất á. Ủa Giang nói gì sai trái vậy ta? Không, em thấy ngược lại. Bên kia. Giang nói gì sai trái vậy? Nói cho vui mà chứ em biết em lùn mà. Cảm giác như Minh Hằng nó không có ưa em và nó cố tình về đây mà hồi nãy nó không muốn về. Trong khi Dương Chiêu Vũ hướng về em thì lại không được. Ủa cái gì mà hướng về em vậy? Không hướng về Thành thiệt mà thiệt ra đâu muốn vô đội Trường Giang đâu nhưng mà tại bị vậy thôi. Trời ơi. Tại vì lần trước em đã ở trong đội Giang rồi và em muốn cho công bằng cho chương trình. Thiệt sự là em muốn vô đội của Thành. Chứ em cũng đâu thích Thành đâu. Chạy đây. Đừng ôm á. Anh ơi, hôm nay, riêng hôm nay là nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta. Đây.